người ta chơi tới chiều luôn đó. Mới có mấy người ta đem đồ lại người ta bán gì nè, chứ tới trưa mà hết thì đâu có thời gian bao nhiêu đâu. Ngày nghiệm hoàn đi tình đồ. Này chánh điện chùa Rumpi giữa. Đón khách chút nữa khách sẽ vô đây ta ngồi ta ăn nè. Đây chỗ này là chuẩn bị chỗ lấy chồng của em phải nhận. Chỗ này là chỗ bà con người ta sắp đồ ăn ra đó, người gánh mớ tới rồi để chung với nhau rồi người ta mới sắp ra mâm. Ủa ơi tông hô mấy nè giống chi liệt một này. Bán ơi, ủa vậy gì bà nhầm hộp nơi không đâu mày. Đó, người gánh một giống vậy nè. Để mang mới đồ ăn tới rồi nhập vô chung nhau rồi người ta mới lấy cái mâm chén tô về ở chùa đó, ta dọn ta mới tới dọn ra thành mâm. À, thành mâm rồi ta để lên trên bàn, để lên trên bàn rồi bà con khách mà người ta đi tới lễ thì người ta mời khách vô ngồi ăn.
Thì khi mà anh ta làm, anh ta bày mâm cỗ lên trên bàn rồi đó, thì ai đói bụng thì cứ vô ăn. Cà thinh này thì nhỏ hơn ở bên bên Sài So. Sài So thì bà con đông lắm. Nó là để cái giống này. Sáng sớm mà vô sớm đó, bà con gánh giống đẹp. Ba anh chơi nhựa vậy, chung tung hôm khổ mình. Ba nó bạn. Dê nè, dạ dê nhóm tinh mớ. Ê, thọ đọt kè nhóm mê xó dê. Này nà cả mưa khơi nha. Ủa dê. Mấy bà này quen không ạ? Chỗ này là chỗ người ta cúng tiền. Chỗ này là chỗ xoài lắc. À đây gì? Hồ muối. À đây. À đây. Mình nã khăm thế rồi. Ở đây cái này là xoài với cốc lắc. Bên đây là củ sắn. Người ta chơi tới chiều luôn đó. Mới có người người ta đem đồ lại người ta bán gì nữa. Chơi tới trưa mà hết thì đâu có thời gian bao nhiêu đâu. Mưa nên tinh mưa sẽ san. Đồ này trang phục truyền thống của người Khmer dành cho phụ nữ. Nếu bà phụ nữ thì lúc nào cũng mặc đẹp hơn đàn ông hết. Hello, lướt tay lướt chân chạy mau. Hello.
nhóm tình mơ xảy ra à chân bàn bàn thom này cái này ấy à đăng tiền